Xin chào tất cả các bạn. Có một bạn đã hỏi mình câu hỏi đó là làm thế nào để chúng ta lấy được cái động lực của chúng ta ngay tức thì. Thực ra thì mình muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta phải tìm hiểu là cái nguyên nhân vì sao chúng ta lại bị mất đi động lực, cái nguyên nhân vì sao chúng ta không có được cái động lực trong cuộc sống. Thì mình mới nhận ra cái việc mà chúng ta không có động lực trong cuộc sống đó, đó là vì chúng ta thiếu đi một cái mục tiêu trong cuộc đời của mình. Tức là chúng ta không có định hình được là chúng ta sống trong cuộc đời này vì điều gì. Chúng ta không có cái mục tiêu ở trong cái cuộc sống của chúng ta đó là gì. Và chúng ta cũng không hiểu là ví dụ như chúng ta có mong muốn có những người đó, thì chúng ta có được cái mục tiêu học được ở đâu đó, chúng ta thiết lập được cái mục tiêu đó là ngày 30 tháng 12 năm 2019 chúng ta có được 1 tỷ đồng chẳng hạn. Đó cũng là một mục tiêu. Nhưng khi chúng ta có mục tiêu đó rồi, chúng ta không biết là cái mục tiêu để có 1 tỷ đồng đó đó rồi chúng ta sẽ làm cái gì. Tức là chúng ta không có được một cái động cơ làm cái đó để vì làm cái điều gì. Nên là cái việc mà chúng ta mất đi động lực đó, nó không phải là cái động lực tức thì, mà đó là cái việc mà chúng ta nó sẽ kéo dài ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, chứ nó không phải là một ngày hay hai ngày. Nên là chúng ta phải tìm hiểu được cái nguyên nhân chúng ta không có được động lực, nguyên nhân chúng ta không có được cái cảm hứng, đó là vì chúng ta không có được một cái định hướng, chúng ta không có được cái mục tiêu trong cuộc đời, nên chúng ta mới rơi vào một cái tình trạng đó là chúng ta mất đi động lực. Câu hỏi là làm thế nào để chúng ta có động lực, làm thế nào để chúng ta biết được cái mục tiêu của mình đó là gì, làm thế nào để chúng ta tìm được cái ý nghĩa cuộc đời của chúng ta. Thì Linh cũng đã làm cho chúng ta một cái bộ video, đó là 30 ngày hoàn thiện và phát triển bản thân của mình. Và cái video này là Linh tặng cho tất cả chúng ta hoàn toàn là miễn phí. Thì chúng ta vào cái kênh YouTube của Linh và chúng ta nhận ở đó, hoặc là vào trong fanpage Lê Chí Linh của Linh để nhận tất cả những video đó hoàn toàn là miễn phí nha anh chị. Và Linh đã quay nó hoàn toàn, đó là 30 video đó tặng cho tất cả chúng ta là hoàn toàn miễn phí. Vậy thì quay trở lại đấy là gì, làm thế nào để chúng ta có động lực được tức thì ngay trong cái khoảnh khắc đó. Vậy thì khi mà chúng ta đã có được cái mục tiêu rồi, chúng ta có được cái ý nghĩa của cuộc sống của mình rồi, chúng ta biết là chúng ta làm vì điều gì rồi, nhưng khi thoảng chúng ta vẫn sẽ có những lúc đó là chúng ta bị mất đi cái động lực của mình. Vậy thì có phải những lúc mà chúng ta mất đi động lực đó là vì chúng ta hoang mang, chúng ta không biết phải làm gì, chúng ta không biết phải làm nó như thế nào, và chúng ta không biết là chúng ta phải đi con đường nào? Đó là cái khoảnh khắc mà chúng ta bị hoang mang, chúng ta cảm thấy lạc lõng, chúng ta bị lạc lối, và đó là lý do chúng ta bị mất đi động lực. Nên những lúc đó thường chúng ta phải làm gì đây để chúng ta có được động lực lại? Thì đây là những cái cách thức mà Linh đã làm. Một cái đầu tiên á, thường Linh nhận ra đó nó là gì, mình phải đi thể dục. Bởi vì khi cơ thể của mình hoạt động, máu huyết của mình lưu thông, cơ thể của mình vận động, đó là mình thay đổi về cái trạng thái cơ thể của mình. Thì khi mà chúng ta thay đổi về trạng thái cơ thể của mình á, thì chúng ta sẽ có cảm hứng hơn, chúng ta cảm thấy sung túc hơn, lúc đó chúng ta cảm thấy sảng khoái hơn. Thì lúc đó chúng ta tự nhiên có một cái cảm hứng trong cơ thể mình, và cảm hứng trong cơ thể mình sẽ có động lực. Lý lấy đơn giản là như thế này, ví dụ chúng ta ngồi mà cứ kiểu vật vã như thế này đấy, thì cũng như là ở cái trạng thái đó thì chúng ta sẽ rất khó để chúng ta có được năng lượng, rất khó để chúng ta có động lực. Nhưng chúng ta sẽ có động lực khi mà chúng ta di chuyển. Ví dụ bình thường chúng ta đang đi một cái tốc độ nào đó, thì chúng ta bây giờ tăng cái tốc độ di chuyển của mình lên 25%, người chúng ta luôn hướng về phía trước và chúng ta vận động về cơ thể của mình. Thì nên là cái phương pháp về môn chạy bộ đó cũng là một cái phương pháp rất là hiệu quả, và đó là lý do tại sao đội nhóm của mình đấy thì luôn luôn có cái môn đó là môn chạy bộ, và mọi người chạy rất là nhiều. Và chính vì cái việc mà chạy bộ thường xuyên đó, nó tạo ra cho máu huyết mình lưu thông và tạo cho mình một cái cơ thể của mình được vận động, và đó là giúp cho mọi người luôn có được cái cảm hứng và có được cái động lực. Cái thứ hai đó là Linh chọn bằng cách đó là mình đọc một cuốn sách, tức là mỗi ngày và mình thành cho mình một thói quen, đó là mỗi ngày mình đều đọc sách vào mỗi sáng sớm. Và cái đội nhóm của mình đó là vào buổi sáng sớm đến thì cũng đều là đọc sách. Đấy, thì khi mà chúng ta đọc sách như vậy đó, thì chúng ta có u nạp được những kiến thức mới, những cái điều mới mẻ, và nó làm cho tươi mới cái tâm hồn của mình. Nên là chúng ta vận động bằng cái thể rồi, chúng ta còn vận động bằng cái trí não của mình nữa, thì lúc đó giúp cho chúng ta cũng có một cái cảm hứng trong người mình. Rồi, cái thứ ba đó là cái Linh làm đó là gì? Mỗi ngày chúng ta làm có quá nhiều thông tin, có quá nhiều cái mối lo, cho quá nhiều cái để chúng ta suy nghĩ, nên chúng ta bị bắt đầu nó giống như máy tính của chúng ta bị phân mảnh. Thì lúc đó nó hoạt động không hiệu quả nữa, và khi hoạt động nó quá căng thẳng thì nó dẫn tới đó là chúng ta cũng bị mất đi động lực. Nên lúc đó bằng cách đó là buổi sáng sớm mình ngồi thiền. Mình ngồi thiền vào buổi sáng và thiền về cái quy trình về biết ơn, và chính những cái đó nó giúp cho tâm thái của mình nó bình an hơn, và tâm thái của chúng ta bình an hơn là chúng ta sẽ có động lực hơn. Và cái bước thứ tư mà Linh chọn làm đó là viết top 5. Tức là mình viết ra 5 cái mục tiêu cuộc đời của mình, 5 cái mục tiêu trong 5 năm của mình, 5 cái mục tiêu trong 1 năm của mình, 5 cái mục tiêu trong 1 tháng, 5 cái mục tiêu trong 1 tuần, 5 cái mục tiêu trong ngày hôm nay mình cần phải làm. Vậy thì bắt đầu một ngày mới, mình biết là ngày hôm nay mình cần phải làm gì. Và những cái này chúng ta phải hình thành nó thành một thói quen. Và khi thành thói quen rồi thì chúng ta sẽ không bị mất động lực. Nên cách để Linh luôn có động lực đó chính là hình thành những cái thói quen tốt.
Và khi chúng ta có những thói quen tốt thì chúng ta sẽ luôn có động lực với con người mình, và lúc đó chúng ta sẽ không phải mất công chúng ta đi lấy lại động lực, hay là chúng ta phải lấy lại động lực cái gì, đúng không? Và một cái thứ ba nữa, đó là thi thoảng trong cuộc sống chúng ta nó sẽ có những cái suy nghĩ tiêu cực nó chợt thoáng ra trong đầu, có thể là một ai đó nói, hoặc là chúng ta nhận được một thông tin gì đó, hoặc là bất chợt ở trong tâm trí của chúng ta xuất hiện ra một điều gì đó. Ngay cái khoảnh khắc đó chúng ta phải dừng tất cả những thông tin đó tiêu cực lại và chúng ta thay đổi nó bằng những cái suy nghĩ mới. Vậy thì cách mà Linh hay gọi đó là gì? Đó có là tạm dừng tất cả những cái suy nghĩ tiêu cực đó. Ví dụ như bắt đầu trong đầu mình có một cái suy nghĩ hơi tiêu cực một cái, thì mình lấy tay phải mình đập vào tay trái một cái, mình nói im mồm ngay, và sau đó yes, và lúc đó mình sẽ có động lực lại ngay lập tức để bắt đầu chúng ta hành trình mới. Thì đó là năm cái phương pháp để lúc giúp là Linh luôn có được cái động lực trong cuộc sống để luôn hoàn thiện và phát triển bản thân mình và luôn tiến về phía trước. Và nếu chúng ta cảm thấy cái video này hay và mang lại giá trị chúng ta thì chúng ta hãy bấm like, subscribe vào cái kênh của mình và hãy nhớ bấm vào nút chuông của kênh của mình, bấm vào nút chuông để luôn là người đầu tiên nhận được cái video mỗi lần mà mình upload lên. Và hãy nhớ mỗi ngày đều mình đều có một video dành tặng cho tất cả chúng ta. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.